Em đang đi nhổ cây nha bà con. Lần này cây nhỏ, cây non, cây rất là tốt, cây con đồ này rất tốt nè. Bà con nào cần cái cây này thì liên hệ số điện thoại. Điện về ngày mai em chốt đơn luôn nha, cho cây tươi nhất cho bà con. Thì bà con yên tâm, thì cái phần thì 250, nhưng mà cây con nó nhiều cây dữ lắm bà con. Cái cây con thì bà con trồng nó cái sức sống nó chắc chắn hơn nha. Đây. Rất là nhiều luôn đây nè. Bà con nào cần cái cây này thì gọi số điện thoại. Có con nhỏ cháu ở nhà nó chốt đơn cho bà con. Rồi em về em sẽ lên đơn gửi liền cho bà con. Cho bà con cho cây tươi nhất ha. Ở cây tươi nhất với cây non, cây con này nè bà con, cho bà con trồng cho nó chắc cú ha. À, cây con này. À. Em chỉ lựa bà con, em chỉ lựa cái cây nào tốt nhất, cái cây nào ngon lành em mới nhổ nha. Đi tìm dữ lắm anh em tìm mới được đám cây con nè. Thì hôm nay em nhổ cây con này gửi cho bà con luôn. Rồi bà con gọi số điện thoại chốt đơn ghi thông tin địa chỉ cho Tấn. Thì đến chiều sáng ngày mai Tấn gửi sớm cho bà con luôn ha. Dài dài nói quá trời luôn kìa. Này cây con không em con. Người ta mới phát á. Rồi. Nhanh tay lên nha bà con, đợt này cây con im lắm nè. Cứ gọi số điện thoại để có người chốt đơn cho bà con, rồi ngày mai em về. Quên lộn chiều về. Sẽ lên đơn sáng mai sẽ gửi cho bà con liền nha. Bây giờ em làm việc có được.